Thì đây là mình cho các bạn biết ý tưởng của mình trước này. Mình dùng một cái ổ điện lưới này và một cái cục sạc điện thoại của các cái điện thoại đen trắng kia. Thì bây giờ mình cắm cái cục sạc này vào cái ổ điện này. Sau đó là mình cắm cái chân sạc này vào cái điện thoại này. Mình cắm này. Đấy, mình cắm một cái thì cái màn hình nó bùng lên này. Chào các bạn, hiện tại là các cái nhà mạng ở trên đất nước Việt Nam á, đã ngừng phát sóng 2G vài tháng nay rồi. Thế nên là cái điện thoại đen trắng 2G chỉ để nghe và gọi như thế này á, là ta không còn dùng được nữa. Mặc dù tính cái điện thoại này á, là vẫn hoạt động là rất ngon này. Đấy, màn hình vẫn lên đầy đủ, tất cả các chức năng vẫn hoạt động bình thường. Chỉ mỗi là nó không phù hợp với thời đại các bạn ạ. Thì hiện tại là các cái điện thoại đen trắng như thế này á, là tồn tại ở trong dân là rất nhiều. Đây là một sự lãng phí của cái khoa học công nghệ phát triển. Cũng như trước kia trong dân mình hay dùng cái đầu đĩa để xem video hoặc xem ca nhạc hoặc xem phim á. Thế mà sau khi á, là cái công nghệ mạng internet ra đời á, thì đều bỏ hết. Kể ra là cũng tiếc nhưng không biết làm gì được. Thì hôm nay á, mình muốn làm một cái video đó, là hướng dẫn các bạn tận dụng những cái điện thoại như thế này này, để ta chế thành một cái máy đo thông mạch sửa chữa điện lặt vặt tại nhà mà ta không cần mua đồng hồ đo điện. Thì đây là mình cho các bạn biết ý tưởng của mình trước này. Mình dùng một cái ổ điện lưới này và một cái cục sạc điện thoại của các cái điện thoại đen trắng kia. Thì bây giờ mình cắm cái cục sạc này vào cái ổ điện này. Sau đó là mình cắm cái chân sạc này vào cái điện thoại này. Mình cắm này. Đấy, mình cắm một cái thì cái màn hình nó bùng lên này. Thì nó hiển thị cái ánh sáng trên màn hình này. Thế là mình mới nghĩ được cái cách chế cái máy đo thông mạch các bạn ạ. Vì thời bây giờ nhà ai cũng rất nhiều đồ điện. Mỗi khi mà nó hỏng cái bệnh lặt vặt đó thì ta có thể có cái máy đo thông mạch là ta khắc phục tất cả các cái đồ điện ở trong nhà. Sau đây là mời các bạn đón xem nhá. Thì đầu tiên ta chế cái que đo trước các bạn nhá. Thì ta tận dụng những cái bút bi nó hết mực á thì ta làm cái que đo. Vì là mình chế cháo nữa, mình tận dụng nó đỡ mất tiền này. Đấy. Sau đó ta tìm một cái dây nhôm như thế này, nó cứng và nó thẳng này, và một cái dây điện này. Thì cái dây nhôm này á, là mình tước một sợi nhôm ở cái dây A16 này. Đấy, nhưng mà nó cũng rất cứng cáp này. Sau đó là ta tháo cái ruột bút bi này ra nhá. Thì mình ấn nó tụt trở lại này. Đấy, mình tháo được này. Thì cái ruột bút bi mình tháo ra nó có cái lò xo ở trong này các bạn ạ. Thì mình rút cái lò xo ra này. Thì sau đó mình lấy cái que nhôm này mình đo nhá. Mình đo cái bút bi cũ của nó để mình lắp cho nó vừa ở cái vỏ này. Thì đây hiện tại nó bằng cái đít này này. Thì tạm thời mình bẻ cong này. Đây này, mình bẻ cái này nó bằng nhau này. Đấy. Thì ở trên ruột bút bi nó có cái chỗ nó phình ra này, để ta lắp cái lò xo đây nó mắc nhá. Đây nó mắc này. Đấy. Thì bây giờ trên cái que nhôm của mình đây này, mình cũng đo bằng cái bút bi xong mình đánh dấu ở cái chỗ phình ra này. Thì bây giờ mình cũng làm một cái mấu nó phình ra ở cái chỗ này này, để coi như mình lắp được cái lò xo nó vào đây này. Đấy, nó mắc ở đây này. Thì ở cái que nhôm này á, thì bây giờ mình dùng một cái cuộn băng dính này mình cắt xong mình quấn cái băng dính này dính vào đây là nó thật trở thành một cái, nó cũng loe loe như ở cái bút bi này, là nó mắc được cái lò xo vào đấy các bạn nhé. Sau đây mình làm cho các bạn xem này. Thì đây mình dùng một cái cuộn băng dính này, mình kéo nó ra dài dài như thế này này. Bây giờ là mình cắt nhá, mình cắt lấy một đoạn như thế này này. Đấy, giờ mình cắt làm đôi nhá, mình cắt này. Khi mình cắt được cái băng dính như thế này á, thì bây giờ là mình đo vào cái bút bi này. Thì cái chỗ phình nó đến chỗ tay mình cầm cái này. Thì bây giờ mình quấn nhá, mình quấn làm sao cái chỗ phình nó đến bằng cái ruột của bút bi này. Đây mình quấn này. Đấy, quấn để cho nó phình cái chỗ này ra để nó mắc cái lò xo các bạn ạ. Đấy. Đây, sau khi mình quấn xong như thế này á, mình cho cái lò xo vào đây nó cũng mắc này. Đấy, thì bây giờ mình cắt cái chỗ móc này đi. Mình bẻ này, đấy nó đứt này. Sau khi mình cắt cái que nhôm nó bằng cái ruột bút bi á, thì bây giờ mình lắp vào cái vỏ này nhá. Mình lại lắp vào đây nó như cái bút bi này. Đấy, thì mình lắp cái đít này vào này. Đấy, thì cái đầu này á, là cái que nhôm nó hở ra để nó dẫn điện này. Để ta có thể ta chọc vào những cái điểm ta đo này. Ta mài nhọn đi các bạn á. Nếu lúc nào ta không dùng á, ta bấm này. Đấy, nó đã tụt vào này. Thì bây giờ ta muốn kết nối cái dây điện này vào cái lõi nhôm ở trong cái bút bi này á, thì đằng sau cái đít này nó có một cái nắp đậy này các bạn á. Đây, đấy. Thì bây giờ ta tháo cái đít này ra xong ta dùi để ta lắp được cái dây điện này vào này. Mình tháo ra này, mình ấn cái này là mình tháo được ra này. Đấy, thì bây giờ mình dùng một cái tăm xe đạp mình đánh nhọn ở đầu này thì mình khoan nhá. Đấy, nó thủng rồi các bạn này. Đấy, thì khi nó thủng như thế này rồi đấy thì ta có thể là ta xỏ được cái dây điện vào đây này. Đây này các bạn này, thì bây giờ ta tuốt một cái đầu dây điện này ra để cho nó hở, để ta quấn vào cái dây nhôm ở trong nhá. Mình dùng cái kìm này mình tuốt này. Đấy, thì bây giờ mình dốc cái que nhôm này ra này. Thì mình buộc cái dây điện vào đây các bạn nhá. Sau đây là mình quấn vào đây này.
Thì đây, sau khi ta kết nối được cái dây điện này vào cái lõi nhôm ở trong cái bút này á, thì khi nào ta dùng á, ta ấn ở cái đít này á, thì cái lõi nhôm nó thổi ở cái đầu này này, thì ta lại đo được điện này. Còn khi nào không dùng á, ta lại ấm cái nắp này cái là tụt này. Đấy, ta ấn cái lại thổi này, ta ấn cái lại tụt này, ấn cái thổi này, ta ấn cái nắp lại tụt này. Nên là nó rất tiện ích các bạn nhá. Thì cái máy đo thông mạch á là cần hai que như thế này, thì cái que kia ta cũng làm như thế này các bạn nhá. Thì đây, sau khi mình làm xong á thì mình được hai cái que đo như thế này này, thì trên cái đầu này là mình đã mài nhọn này để đo cho nó rẽ này. Như vậy là nó quá tiện ích các bạn nhá. Thì như ban đầu á là mình đã thử cho các bạn xem á, là khi ta cắm sạc vào điện thoại á là cái màn hình nó bùng lên ánh sáng. Thì từ cái nguyên lý đấy á, thì bây giờ ta chế hai cái que đo thông mạch á là vào giữa cái dây của cái cục sạc điện thoại này. Thì bây giờ ta phải cắt cái đoạn giữa cái đoạn dây này này để ta lấy một cái dây dẫn điện ra, xong ta đấu vào hai cái que đo kia là được. Thì sau đây là mình dùng cái kìm này mình cắt ra, mình lấy mình đấu cho các bạn xem này. Đây, sau khi ta tách hở hai cái dây này, một cái dây trắng và một cái dây đen như này, thì bây giờ ta cắt dây nào cũng được nhá, ta cắt ở giữa này. Ví dụ như mình cắt cái dây trắng này, mình lấy kéo mình cắt dây trắng này. Đấy, khi nó tách cái hai cái dây này ra thì bây giờ mình bóc hai cái đầu này ra, mình đấu vào hai cái que này, mình tuốt cái đầu này ra này. Thì đây, mình tuốt hai cái đầu dây trắng nó hở cái lõi điện ở trong này, thì bây giờ mình đấu vào hai cái que đo này, thì que nào cũng được các bạn nhá, mình xoắn vào là được, mình xoắn bằng tay cũng được này. Đấy, để cho nó tiếp giáp điện mà. Đây, sau khi ta đấu vào que đo là nó được như thế này này. Thì bây giờ mình dùng cái cuộn băng dính mình quấn vào đây cho nó chắc nhá. Đây này, mình dùng cái cuộn băng dính như này này, mình quấn vào đây cho nó chắc hai cái que đo vào này. Ta quấn cái băng dính vào đây cho nó đảm bảo an toàn như thế này là xong các bạn á. Bây giờ ta tiến hành ta đo là được. Thì bây giờ mình dùng cái ổ điện lưới 220 này, mình cắm cái cục sạc điện thoại vào này. Đấy, mình để đây. Còn cái đầu sạc này ta cắm vào điện thoại nhá, mình cắm vào này. Đấy, thì lúc này tiến hành mình đo thông mạch này, thì mình dùng hai cái que này là mình thử nhá. Ví dụ mình chập hai cái đầu que này vào nhau á, thì nguồn điện từ cái cục sạc này này nó được khép kín ra cái điện thoại kia, thì cái màn hình điện thoại nó bùng sáng, tức là nó đã thông mạch. Như mình chập này các bạn xem này, đấy, màn hình điện thoại nó đã sáng rồi này. Ví dụ bây giờ mình muốn thử cái dây điện này xem nó còn thông mạch hay không á, thì lúc này mình cầm hai cái que đo mình đo nhá. Thì một que mình để vào một đầu này, thì cái que bên này ấy, mình dí vào cái đầu dây điện bên này, các bạn nhìn cái điện thoại nhá. Đấy, nó đã bùng cái màn hình lên này, thì chứng tỏ cái dây này nó vẫn còn thông này. Như vậy là nó quá tiện ích các bạn nhá. Mình thử một lần nữa cái đoạn dây điện như thế này các bạn nhá. Ví dụ mình thử cái dây đỏ này xem nó còn thông không này. Mình để vào đầu của một cái dây đỏ này, thì cái que bên này mình lại đấu vào cái đầu của cái dây đỏ này này, xem nó thông không các bạn nhìn được cái màn hình điện thoại nhá. Đấy, nó đã sáng lên rồi này, chứng tỏ là cái dây đỏ này nó vẫn còn thông này. Mình thử cái sợi dây trắng xem nó còn thông không này. Mình dí vào một đầu dây trắng này, các bạn nhìn màn hình điện thoại nhá, mình dí này. Đấy, nó bùng màn hình lên này, thì chứng tỏ là cái dây trắng này vẫn còn thông. Như vậy, hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn cách tận dụng một cái điện thoại đã bị lỗi thời thành một cái dụng cụ đo thông mạch, sửa điện lật vặt tại nhà thật là hữu ích. Thôi, video của mình đến đây đã dài rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau nhé. Xin chào.